chào mọi người, mình là Chi, mình đến từ Hải Phòng. Mình bị giãn mao mạch ở chân từ vùng đùi xuống tới cổ chân ạ. Lúc đầu tiên thì nó cũng chỉ bị một ít ở đùi thôi, nhưng mà một thời gian để lâu thì là nó sẽ kéo dài xuống từ đầu gối mà cho đến xuống đến hết cả bắp chân xuống đến bàn chân. Thế thì mình cũng đã điều trị cũng rất là nhiều thuốc và nó cũng không đỡ. Thế vì cũng do là cái công việc là mình bán hàng, mình đi lại nhiều, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như mà bạn nào mà không công việc mà không bán hàng, không đi lại nhiều thì điều trị thì nó rất là nhanh. Thế nhưng mà mình, cái công việc của mình bán hàng nên mình đi lại nó nhiều, cho nên là cái tình trạng giảm đỡ thì nó cũng kém hơn là so với những người mà có công việc khác. Thế đến với Ohio mà hôm nay là điều trị buổi thứ 6 rồi, mình cũng cảm thấy rất là hài lòng với cái đôi chân của mình, bởi vì nó cũng đỡ được khoảng 80% rồi. Những bạn nào mà chân mà có tình trạng như của mình đây thì tớ cũng nên chia sẻ với mọi người nên điều trị sớm. Điều trị sớm thì nó sẽ nhanh khỏi mà nó sẽ không nan bị xuống dưới đến bàn chân như của mình. Thế mình cũng rất cảm ơn các bạn nhân viên với lại bác sĩ ở đây là phục vụ cũng rất là nhiệt tình. Thế cho nên là cái đôi chân của mình hôm nay là cũng đỡ được rất nhiều. Thế cho nên là mình cũng cảm ơn Ohio rất nhiều.